Arcade Pro 1000 với giá 160 triệu. Tiết 7400 RX với giá 45 triệu gộp nhau xin thảo. Cho hai anh em nó quánh nhau vậy. Cái con tiết này, cái phần bể này đã xử lý. Phần bể góc xử lý nó đẹp. Cái phần sau lưng từ xước. Cái phần sau lưng nó bị bể, cũng không có cái video mình có hướng dẫn, có chỉ thì cũng đã xử lý luôn rồi. Ok. Xử lý khoan cái lỗ. Khoan. Đẹp. Để cột nhau thì chúng ta phải cho cái đầu gen ra nó phải đều nhau thì chúng ta mới cột nhau được, đúng không? Giống như là hai anh em hàng đấu nhau thì nó phải công bằng, không công bằng thì không có được. Chúng ta sẽ cho đầu gen ra bao nhiêu đây, mình cho nó thành ngã cài coi. Ok, để nhau qua cái đầu gen ra. Arcade là cái nút này nha, cái đây là cái con tít. Cái giữa là tít, cái bên tay phải là cuộn arcade này. Ok. Tầm 800 V. Bây giờ chơi cái setup này đi. Để gen ra mới đấu được chứ. Ok, cũng là 0 dB. Cho tít này. Tít hơi thấp một xíu, chúng ta cho lên chút. Ok. Ok, rồi, bằng nhau rồi. Rồi, 831 chúng nhau. Đầu gen ra đúng rồi, bây giờ chúng ta cột nhau vậy. Bây giờ chúng ta cho cái thành tít phát trước, đúng camera chúng ta quay lại bên arcade. Và lưu ý là chúng ta test thì nó phải cùng một cái chất liệu băng nha, tại vì khi chất liệu băng mà khác nhau thì chất âm nó sẽ khác nhau. Và hai cái băng này, hai cái cuốn này là đều chiết từ một cuốn băng 10 ra, cho nên là nó cùng một sợi dây, một loại, an tâm. Ok, giờ chúng ta bấm rec. Ta qua cho chuyển lại bài. Rồi, ok, bấm rec. Chuyển nó selector đi.
này rất là selector đúng không? Thằng này đang hát này. Đang selector của thằng Akai này. Người đi mỗi nơi đêm hôm xuống ven rừng để rơi. Thằng này là tiếp này. Akai này. Tiếp này. Người ơi, hòa bình ơi. Tiếp đang hát, các bạn tắt này đi. Tép lại để ở tép nhớ sống mê nào dèo oán cũng sầu nên thanh bình ngài chưa bắt cầu mẹ viếng đau. Thank you.
xem nhau. Chất âm Akai nó có hay của nó, tít chất âm của tít nó cũng có hay của nó. Hai con này đều là hai chắc cả, ghi phát hai chắc còn hỗ trợ phát bốn chắc, không có ghi bốn chắc nha, là phát thôi. Hai con đều chuẩn bị rất là đẹp, có thể nhìn tổng thể.